Kính chào bà con nông dân, kính chào quý khán giả. Thưa bà con, thưa quý khán giả, cũng như những vụ lúa gần đây, thì ở vụ lúa hè thu 2014 này thì đối tượng dịch hại mà bà con lo ngại nhất đó là đầu ôm do vi khuẩn. Bệnh đầu ôm do nấm và bệnh do vi khuẩn thường xuyên xuất hiện ở trên đồng ruộng ở giai đoạn là đẻ nhánh làm đồng cho đến trổ bông. Và hiện nay thì bệnh cũng đang có xu hướng bộc phát. Dân cùng đồng hành với nông dân thì hôm nay Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành thực hiện chương trình tọa đàm sức mạnh sinh học kỳ thứ 26 với chủ đề là chủ động quản lý bệnh đau ôm và vi khuẩn. Với sự tham gia của các nhà khoa học, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng với bà con có Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim, nguyên giảng viên trường Đại học Cần Thơ, Thạc sĩ Vũ Bá Quang, Phó Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Kế Sách và Thạc sĩ Lê Công Bằng, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Kính thưa bà con, thưa quý khán giả, cùng với đậu ôm và vi khuẩn thì trong quá trình sản xuất mà nếu bà con gặp khó khăn hay gặp những vấn đề liên quan đến những đối tượng khác chẳng hạn như là sâu cuốn lá và nhện dé thì và cần được tư vấn về mặt kỹ thuật thì bà con hãy gọi đến cho chương trình ngày hôm nay bằng cách điện đến số tổng đài 0793526526. Ban thư ký chương trình sẽ ghi nhận những thắc mắc, những câu hỏi của bà con để chuyển đến cho các nhà khoa học giải đáp cùng với bà con ngay trong chương trình trực tiếp ngày hôm nay. Nhưng thưa bà con, gọi điện thoại giao lưu với chương trình thì bà con sẽ được các nhà khoa học, các diễn giả của chương trình tư vấn tận tình những thắc mắc, những vấn đề mà bà con cần giải quyết. Và giao lưu với chương trình thì bà con sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với những tình huống bất lợi xuất phát từ thực tế sản xuất cũng như là chăm sóc tốt đồng lúa của mình. Và giao lưu với chương trình thì bà con cũng có cơ hội nhận được quà tặng của chương trình. Thưa bà con, sẽ có 6 phần quà tặng cho bà con, 3 phần quà dành cho 3 khán giả có câu hỏi hay qua ảnh gửi về tham gia chương trình và 3 phần quà sẽ dành tặng cho 3 bà con có câu hỏi hay gửi về giao lưu cùng với chương trình ngày hôm nay qua số tổng đài 0793526526. Nhưng thưa bà con, ở vụ lúa hè thu năm nay thì bệnh đầu ôm xuất hiện sớm và lây nhiễm trên diện rộng, nhất là giai đoạn đẻ nhánh. Và trong trường hợp mà nếu như cùng một trà lúa mà nếu có hiện tượng là bội nhiễm, tức là vừa bị đầu ôm và vừa bị vi khuẩn gây thối thân, thì trong trường hợp này thì lúa sẽ bị gai nặng. Nhưng tuy nhiên, trong trường hợp này nếu như bà con sử dụng đúng thuốc và phun đúng cách thì bà con có thể hoàn toàn loại trừ cái đối tượng bệnh này và giúp lúa phục hồi tốt. Và thực tế đó được ghi nhận qua phóng sự sau đây. Bệnh đầu ôm là dịch hại thường xuyên xâm nhiễm trên trà lúa hè thu chính vụ 2014. Tuy thời điểm mà diện tích lây nhiễm từ vài trăm hecta đến vài ngàn hecta và hiện nay đã lên đến gần 10.000 hecta, trong đó gần 1.400 hecta có tỷ lệ nhiễm từ 20% đến 70% lá. Mức độ gây hại của bệnh đầu ôm càng nặng hơn khi bị tạp nhiễm cùng với bệnh thối thân do vi khuẩn. Đã có hơn 97 hecta phải trục bỏ lúa xạ lại lần hai, tập trung ở các huyện Thạnh Trị, Long Phú và Trần Đề. Nếu không phải là người dân địa phương nhìn vào trà lúa đang no đồng chuẩn bị trổ, khó có thể đoán được là ở giai đoạn đẻ nhánh trà lúa này bị bệnh nặng, sụp mặt. Ông Kim Sết, chủ ruộng cho biết gia đình ông chỉ có 3,5 công đất tầm lớn, mỗi năm làm 3 vụ lúa. Vụ hè thu năm nay ông xạ giống IR50404 với số lượng 30kg trên một công tầm lớn. Sau đợt bón phân lần 2, bệnh đầu ôm và thối gốc vi khuẩn bộc phát mạnh, ông đã tính bỏ lúa nhưng được nhân viên kỹ thuật của công ty Tân Thành hướng dẫn cách trị bệnh nên đồng lúa của ông vượt qua được, phục hồi tốt, phát triển bình thường. Còn chú bị đầu ôm với vi khuẩn nó gây hại, đó là lúa chú lúc đó được bao nhiêu ngày chứ? 20 ngày. Nó bị đầu ôm vi khuẩn lỗ hay là nó bị sao chứ? Bị chết hết trơn luôn. Chết đều ruộng luôn? Đều ruộng luôn. Rồi chú phun thuốc thì thấy mấy ngày nó dịch bệnh nó khô lại chứ? Ba ngày dịch bệnh khô lại. Thì rồi khoảng bao nhiêu ngày thì lúa mình nó mới phát triển tốt cái lại? Thấy từng lại nó tốt lại rồi. Từng lại thì nó tốt thì thấy cái lúa nó sao hả chú? Thấy thân với lá nó sao? Lá nó thấy nó lên đều lại, thấy lá thấy nó no, tinh đứng lại. Giờ lúa chú hiện tại được nhiêu ngày rồi chú? 50 ngày rồi. Đối với ruộng lúa của ông Lâm Sết, giải pháp kỹ thuật được áp dụng là phối hợp thuốc Travin liều lượng 50g trừ bệnh đầu ôm với Biomycin liều lượng 18g trừ bệnh vi khuẩn và 20cc Blasti tăng cường sức sống cho lúa trên một bình phun máy 25 lít.
một công 1.000 mét vuông phun 2 bình. Kết quả như chúng ta đã thấy, bệnh hết, lúa phát triển tốt. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trao đổi cùng với các nhà khoa học của chương trình ngày hôm nay. Thưa thạc sĩ Dù Bá Quang ạ, được biết là trên cái địa bàn thị trấn Kế Sách thì một số cái ruộng lúa cũng gặp cái tình trạng giống như cái nông dân trong cái phóng sự vừa rồi. Thưa thạc sĩ, vậy thì bà con cũng đã được các cái nhân viên kỹ thuật của công ty Tân Thành tận tình hướng dẫn và phòng trị và đạt được kết quả. Thì ngay chương trình ngày hôm nay thì xin mời thạc sĩ hãy chia sẻ thêm về những cái kết quả chung mà bà con đã đạt được trong việc phòng trị dịch bệnh mà theo cái hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật của công ty Tân Thành ạ. Xin mời thạc sĩ. Kính thưa bà con nông dân và quý khán giả xem đài, thì sau cái đợt hạn lúa nó kém phát triển, cho nên là bà con nông dân ở cái khu vực thị trấn Cái Sách mà chúng ta vừa coi ở trên cái phóng sự đó thì sử dụng phân đạm nó nhiều. Rồi sau đó tới đầu tháng 6 thì có những cái đợt mưa liên tục dẫn đến là đạo ôn nó xuất hiện và gây hại rất nặng. Thì nhờ được các cái cán bộ kỹ thuật của công ty Tân Thành hướng dẫn theo cái công thức mà bà con đã thấy ở trên màn hình đó, thì sau một thời gian khoảng 7 ngày thì cây lúa nó đã phục hồi gần như là hoàn toàn. Nếu mà giờ quan sát không kỹ thì cũng không biết là đây là cái ruộng đã từng bị thiệt hại do cái đào ôn và bội nhiễm thêm vi khuẩn. Thì ngoài cái điểm ở thị trấn Cái Sách thì ở huyện Cái Sách còn có các cái xã khác có cùng trà lúa và cũng bị xuất hiện cái tình trạng như vừa nêu trên, đó là ở Kế An, Kế Thành, rồi Thái Hội. Và khi mà được cán bộ chuyên môn của ngành kỹ thuật hướng dẫn để mà phòng trừ, trong đó có cái việc là ngoài cái công thức như vừa trình bày ở trên thì còn có cái việc là xả nước ở trong ruộng ra, rồi có những ruộng có điều kiện thì bón vô thêm, thì đều thấy rằng hiện nay là cái lúa nó phục hồi tốt. Riêng những cái ruộng mà không có áp dụng thì có hiện tượng là nó bị chết thành từng chòm. Như vậy thì có thể nói là với cái áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật thích hợp thì đã giúp cho cái cây lúa nó phục hồi, mặc dù là trước đó nó đã bị bội nhiễm bệnh khá là nghiêm trọng. Xin cảm ơn những cái ý kiến đánh giá của thạc sĩ Vũ Bác Quang ạ. Thưa bà con, và theo ý kiến chia sẻ của thạc sĩ Vũ Bác Quang thì với cái công thức trị bệnh mà được nhân viên kỹ thuật của công ty Tân Thành chuyển giao đến bà con thì bà con đã đạt hiệu quả trong việc phòng trị bệnh. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chương trình cũng xin mời thạc sĩ Lê Công Bằng sẽ chia sẻ thêm về cái công thức này của công ty mà đã chuyển giao cho bà con ạ. Và xin cho biết thêm tác dụng của cái sản phẩm thuốc mà bà con sử dụng vừa phòng trị được bệnh mà vừa giúp cho lúa phục hồi nhanh. Kính thưa quý bà con, kính thưa quý khán giả tham đài, thì quý bà con khán giả trong đài vừa xem qua cái phóng sự mà một trong những điểm mà công ty Tân Thành chúng tôi đã phun thành công đối với cái bệnh đạo ôn bội nhiễm trái bì lá, bội nhiễm vi khuẩn, thành khuẩn thoát thân. Với công thức chúng tôi khuyến cáo đó là 50g sản phẩm Chavin đặc trị đạo ôn, 18g biomycin đặc trị vi khuẩn và 20cc lacti dùng để giúp để phục hồi lúa trong giai đoạn mà cây lúa chúng ta đang bị ngộ độc và đang bị yếu ớt như thế này. Thì cái trước tiên để thực hiện công thức này đạt được cái mong muốn mà như chúng ta thấy như cái ruộng vừa rồi trên cái phóng sự, thì bắt buộc anh hoặc bà con nào rơi vào ruộng mình như thế thì phải rút nước ra, đưa nước mới vào là bắt buộc phải như thế, thì lúc đó thì cây lúa chúng ta mới có khả năng phục hồi được nhanh. Còn nếu như ruộng chúng ta mà không rút nước hoặc đưa nước vào thì cái sự phát huy cái công thức đó hiệu quả thì nó không cao, khoảng 80% so với nếu chúng ta áp dụng rút nước. Chính vì vậy mà với công thức đó thì chúng tôi cũng đã được áp dụng rộng rãi trên những trà lúa mà đang hiện tại đang bị cái đạo ôn bội nhiễm vi khuẩn. Cũng hy vọng rằng với công thức này và cách quản lý và chủ động về cái kỹ thuật canh tác bà con hạn chế, như đầu chương trình thạc sĩ Vũ Bá Vang có chia sẻ là do tình hình là giai đoạn đầu nắng nóng quá mà con lúa không phát triển, mà con bắt buộc phải thúc phân nhiều để cho lúa phát triển lên. Kết hợp đó khi mà không lên mà con cứ gãy phân, đặc biệt là phân đạm, và sau đó là cơn mưa xuống thì đầu tháng 5, tháng 6 thì bất chợt thì cái lúa chúng ta bắt được dinh dưỡng và phát triển tốt, thì lúc đó thì cái cơ hội phát triển của bệnh đạo ôn nó rất nặng và kết hợp với vi khuẩn.
và bà con cũng thấy là cái vụ bắt đầu từ vụ này thì chúng tôi có sự khác biệt về cái công thức điều trị cái đậu ôn bọ nhiễm vi khuẩn, là bởi vì trước kia thì chúng tôi khuyến cáo là sản phẩm ba su kết hợp với Chavin, Lacti để trong phòng trị trong trường hợp này. Nhưng vụ này thì chúng tôi khuyến cáo bà con Biomycin mục đích để cho bà con có một thêm một cái sản phẩm trị khuẩn mới để cho bà con luân phiên với nhau, tránh tình trạng là thuốc sẽ cái bệnh nó sẽ kháng thuốc và lúc đó bà con khó trị lúc về sau. Chính vì vậy chúng tôi khuyến cáo từ vụ này là Biomycin và vẫn là có thêm cái ba su để cho bà con lựa chọn luân phiên thay đổi thuốc. Cảm ơn bác sĩ. Thưa bà con, và xoay quanh cái công thức mà nhân viên kỹ thuật Tân Thành đã chuyển giao đến bà con để phòng trị bệnh và đã được thạc sĩ Lê Công Bằng vừa trao đổi thêm, thì chúng tôi cũng xin mời ý kiến nhận xét thêm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim về cái công thức này, và xin hỏi Phó Giáo sư là cái cách làm này có thể nhân rộng được hay không trong thời gian tới? Thưa bà con, cái cách làm của anh bạn nông dân vừa rồi đó là tháo nước ra rồi cho nước vô, tháo nước ra. Cái cách làm này thì nó rất có lợi. Rất có lợi là gì? Bên cạnh cái việc mà cây lúa nó bị bệnh đạo ôn kết hợp với vi khuẩn thối gốc thì nó còn bị thối rễ do cái ngộ độc axit hữu cơ. Cho nên cái việc mà tháo nước ra, rồi nếu mà chúng ta nếu có điều kiện đưa nước vô rồi lại tháo nước ra nữa, thì như vậy là chúng ta đưa tháo hết cái con vi khuẩn, đồng thời là chúng ta tháo cái chất độc mà do cái axit hữu cơ ở trong đất nó làm cho chua rễ nó bị thối đó, chúng ta tháo ra. Thì như vậy là ở trên này cái plasti nó sẽ hỗ trợ cho cây lúa nó phục hồi rất là tốt. Cái rễ dưới này nó búng ra được thì cái plasti nó sẽ giúp cho cây lúa nó phục hồi ra tốt. Còn nếu điều kiện ở những ruộng mà của các bà con khác không có thể mà đưa nước ra vô nhiều lần như vậy được, thì tôi đề nghị bà con mình á, tháo nước ra rồi rải vôi nha. Chúng ta dùng vôi để làm, một là để sát khuẩn ở trên mặt đất, cái thứ hai nữa là nó trung hòa cái độ chua của tầng đất mặt. Và sau khi chúng ta rải vôi khoảng 3 ngày sau, bà con quan sát sẽ thấy là ở gốc lúa nó sẽ búng cái rễ non ra. Lúc bấy giờ là cái rễ này là cái rễ ăn phân. Và bây giờ chúng ta phun trên này, phun thuốc và plasti, rồi có thể là chúng ta nhấp phân vô để giúp cho cây lúa nó lấy sức lại nhanh nha. Thành ra là tùy theo cái điều kiện, nếu mà có điều kiện tháo nước ra vô nhiều lần thì chúng ta không cần rải vôi cũng được. Nhưng mà nếu mà không có điều kiện mà cho nước ra vô nhiều để rửa chất độc hữu cơ thì chúng ta nên rải vôi để mà chúng ta giải quyết cái thối rễ. Mà cái này thì chúng ruộng của bà con mình á, bị thối rễ là cái chuyện là đương nhiên, do cái vấn đề mà chúng ta gặt đập liên hợp rồi rơm rải đều ra ruộng, rồi chúng ta cài dùi xuống, rồi sau đó là chúng ta ngập nước. Thì trong cái điều kiện mà nước cái rơm rạ mà chôn dùi trong đất mà ngập nước thì nó sinh ra chất độc hữu cơ, và do đó là nó sẽ tạo ra thối rễ. Thối rễ chính là cái cửa ngõ để cho con vi khuẩn nó chui vào và nó gây ra cái thối gốc nha. Cho nên một là chúng ta tháo ra hết rồi đưa ra vô nhiều lần để chúng ta giải quyết cái ngộ độc axit hữu cơ, hoặc là nếu không thì chúng ta tháo ra rồi chúng ta rải vôi. Thì đó là hai cách mà chúng ta có thể làm để mà chúng ta cứu vãn ruộng lúa của mình, kết hợp với phun thuốc ở bên trên. Dạ, đó là số ý kiến cùng bà con. Xin kính chào. Dạ, xin cảm ơn những ý kiến trao đổi của Phó Giáo sư ạ. Dạ. Kính thưa bà con, và tiếp theo sau những ý kiến trao đổi của các nhà khoa học, các diễn giả của chương trình vừa rồi, thì ngay bây giờ chúng tôi xin mời bà con và quý khán giả chúng ta cùng đến với sản phẩm sinh học. Và sản phẩm này đang được bà con nông dân rất là tin tưởng sử dụng bởi khả năng là có thể giúp cho lúa tăng cường sức sống cho lúa và tăng cường sức chống chịu với cái điều kiện hoàn cảnh bất lợi. Nhưng sản phẩm mà bà con sẽ được xem và được nghe sau đây đó chính là sản phẩm plastic. Một vụ mùa mới lại đến, mang nhiều hy vọng một vụ mùa bội thu luôn là điều mơ ước của người nông dân bao đời nay. Thuốc tăng trưởng sinh học Plastimula là chế phẩm sinh học mới, độc đáo, tăng khả năng kháng bệnh chăn nuôi trên lúa, phù hợp để sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GAP. Plastimula tăng năng suất cây trồng, tiết kiệm phân bón, kích thích lúa chín sớm. Sản phẩm sinh học kích thích tăng trưởng luôn sát cánh cùng bà con. Tân Thành cùng nhà nông chinh phục năng suất.
Bà con và quý khán giả thân mến, bà con và quý khán giả đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp Sức mạnh sinh học kỳ thứ 26 với chủ đề là chủ động quản lý bệnh đồ ôn và vi khuẩn. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền Sóc Trăng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Thành cùng phối hợp thực hiện. Ngay bây giờ thì mời bà con và quý khán giả tiếp tục theo dõi và tiếp tục giao lưu với chương trình ngày hôm nay bằng cách gọi đến tổng đài 0793 526 526. Còn bây giờ thì chúng tôi xin tiếp tục chương trình, và ngay bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến bà con và quý khán giả một tiểu phẩm. Và tiểu phẩm, những vấn đề mà đặt ra trong tiểu phẩm này cũng chính là thực trạng chung và đang bà con đang cần được tư vấn từ phía các nhà khoa học. Và trong tiểu phẩm này thì chúng tôi cũng xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim và Thạc sĩ Lê Công Bằng sẽ theo dõi kỹ cái tiểu phẩm này và sau đó tư vấn cùng với bà con. Nay lúa mình bệnh nhiều sằng sượng quá chú. Lúa chú bệnh cũng vậy nữa mày ơi. Ô con Thắng rồi chung ơi. Thắng ơi cho hỏi thăm chú Thắng ơi. Hai mày thăm ruộng hả? Thăm lúa mày. Thì hỏi đi. Chú Thắng, lúa con năm nay bệnh nhiều, con xịt thuốc nhiều lần quá, lúa nó bị sằng sùi. Con tính bón phân đón đồng tăng lượng đạm lên cho lúa nó tốt, mà con sợ dư đạm lúa bị bệnh nữa. Con muốn xịt lát ti vô cho lúa nó tốt được không? Thì trước khi bón đồng á thì con muốn xịt lát ti với gì thì chú nói cho con nghe. Lát ti á thì sụt là rất là tốt rồi, bởi vì nó trước hết á là nó điều hòa sinh trưởng cho cây lúa mình, nó giúp cho bộ rễ mình phát triển cho nó nhiều ra. Thì vậy thì mình đón đồng vô với đặng mình giảm được phân lạnh. Nếu mà mình phun phân mình dục phân lạnh nhiều á thì lúa mình sẽ bị bệnh đầu ôn lần thứ hai nữa. Chú Thắng cho tôi hỏi ông Thắng ơi. Bây giờ lúa tôi trong giai đoạn để nhánh tôi bị đầu ôn nặng, nhưng mà tôi đã chỉ hết rồi. Nhưng mà trong thời điểm này là tôi bón phân đón đồng. Mà tôi cũng ngại, tôi sợ bệnh sẽ phát lại. Vì theo ông là phun ngừa hay là thấy dấu chấm kim rồi hả chị? Giai đoạn đón đồng đó, mình đưa phân vô á thì lá của nó sẽ non lên, thì nó sẽ dễ bị bệnh. Mà nhất là thời tiết lúc này đó, mưa gió thất thường đó, thì nó sẽ bị bệnh tái lại. Nhưng mà nãy mình hỏi á, là nên xịt ngừa hay là để chấm kim. Các nhà khoa học á, thì thường khuyến cáo mình á là thấy cái dấu chấm kim thì mình mới phun. Nhưng mà thực tế các cánh đồng ở đây đó, mình thấy chấm kim thời tiết hiện bây giờ nè, xịt thì nó đã muộn rồi. Bệnh nó vẫn phát tán lên mà rất là mạnh, mình phải xịt đi xịt lại nhiều lần. Còn theo tôi á, thì nên xịt ngừa. Tôi hỏi ông cái nè, là bây giờ trên thị trường thì rất là nhiều thuốc, nhưng mà bây giờ mình phải nên xịt phun thuốc gì cho chắc ăn? Giai đoạn đón đồng của mình á, thì mình trước khi đón đồng 3 ngày rồi đó, là thấy lúa mình vừa bắt đầu xanh lên thì mình nên xịt là Chavin, là nói vừa ngừa mà vừa là trị cho đậu ôn luôn. Thì nãy giờ á thì tôi nói á thì theo kinh nghiệm của tôi thôi. Nhưng mà để mình muốn được cái nó rõ hơn á thì mình gửi cái những câu hỏi này đó lên đài truyền hình Sóc Trăng, chương trình Sức mạnh sinh học á, để các vị diễn giả đó tư vấn và cho mình rõ hơn. Nhưng bà con vừa theo dõi một cái tiểu phẩm trao đổi cũng rất là rôm rã giữa các nông dân xung quanh những cái kỹ thuật để giúp quản lý dịch hại. Và sau đây thì chúng tôi xin lần lượt trao đổi với Thạc sĩ Lê Công Bằng cũng như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim về cách làm của nông dân tên là Nguyễn Đức Thắng xung quanh hai cái tình huống của hai vị nông dân tên là Dương Quốc Trung và Nguyễn Văn Bình. Trước tiên thì chúng tôi xin được mời Thạc sĩ Lê Công Bằng sẽ trao đổi về cái cách giải quyết của nông dân tên là Đức Thắng đối với cái trường hợp đầu tiên là của nông dân tên là Quốc Trung. Xin mời. Kính thưa bà con, kính thưa giả tham đài, thì qua đoạn tiểu phẩm rồi thì tôi rất rất đồng tình với chỗ anh Thắng, chỗ là trường hợp cái lúa của anh trước khi đón đồng những triệu chứng dự như là cằn cỗi do sử dụng thuốc phải được dập quá nhiều, hay là do điều kiện nắng hạn hay là ngộ độc bèn hữu cơ, để cái đầu anh Thắng có và phiên với anh Trung là nên sử dụng lát ti giai đoạn này. Thì tôi rất đồng tình với chỗ anh Thắng, chúng ta phải sử dụng trong giai đoạn này, bởi vì nếu như mà chúng ta chuẩn bị giai đoạn rước đồng mà cái lúa chúng ta gặp những trường hợp đó thì sẽ làm cho chúng ta thiệt hại về cái năng suất sau này. Bởi nếu mà như thế thì cây lúa chúng ta sẽ không phân hóa được số hạt số giá trên bông được nhiều, thì không tạo được đồng to, lúc đó chúng ta năng suất không được cao. Với cái cơ chế là lát ti là sản phẩm thuốc điều hòa sinh trưởng, là mục đích của lát ti có tác dụng được, thứ nhất là khi phun vào cây trồng thì cây trồng sẽ hấp thu chúng ta và nó sẽ làm được ba tác dụng. Thứ nhất là giúp cho quá trình phân hóa chồi, thứ hai là phân hóa rễ,
là chúng tôi gọi là phân hóa đầu non. Và cái thứ ba đó là giúp cho quá trình vận chuyển các chất dinh dưỡng cũng như vận chuyển hoặc là giải hóa các chất độc trong cây lúa này diễn ra một cách mạnh mẽ và hiệu quả. Chính vì vậy mà giúp cho cái tim phục hồi lại, và trước khi phục hồi đó thì sau 3 ngày thì anh có thể gãy phân được để giúp cho cái dinh dưỡng cây lúa mình hấp thu được và giúp cho tạo đồng to bông bự. Thì cũng hy vọng là những cái chia sẻ của anh Thắng sẽ giúp cho anh Trung có được cái vụ mùa bội thu thông qua đồng to bông bự. Xin cảm ơn thạc sĩ.